Dù mới 17 tuổi, Trịnh Tấn Phát đã được người hâm mộ bóng rổ Việt Nam đặc biệt quan tâm bởi anh sở hữu kỹ năng chơi bóng vô cùng ấn tượng. Đồng thời, cầu thủ có biệt danh là Phát nhỏ còn sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong màu áo đội tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Mới nhất, anh đã góp công lớn để giúp đội U18 Thành phố Hồ Chí Minh lên ngôi tại giải bóng rổ 3x3 U18 quốc gia 2024 được tổ chức tại Bình Định. Tấm huy chương vàng vừa qua đã bổ sung thêm vào bảng thành tích ấn tượng của cầu thủ này. Trịnh Tấn Phát đã từng vô địch 3x3 U16 quốc gia trong 2 năm liên tiếp, 2022 và 2023. Anh cùng các đồng đội cũng đã từng lên ngôi tại giải U18 quốc gia 2 năm liên tiếp, 2023 và 2024. Được phát hiện qua các giải đấu phong trào tại Thành phố Hồ Chí Minh, kỹ năng của Phát Trịnh được trau dồi thêm khi được huấn luyện trực tiếp với huấn luyện viên Stephen Nguyễn Tuấn Tú. Cầu thủ này không chỉ nổi bật bởi khả năng thi đấu mà còn có IQ bóng rổ rất cao và kỹ thuật cá nhân xuất sắc, khiến anh là một cầu thủ nổi bật từ khi còn khá nhỏ tuổi. Hơn cả những phẩm chất thiên phú, Trịnh Tấn Phát còn được đánh giá cao bởi lối chơi đồng đội, tinh thần thi đấu máu lửa và đặc biệt là sự chăm chỉ trên sân tập. Dạ, em nghĩ là cái thành công của em là kiểu cũng là một phần do sự cố gắng, nhưng mà sự cố gắng đó chiếm phần rất là nhiều. Anh luôn đóng một vai trò quan trọng khi khoác áo các đội tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong năm 2024 vừa qua, Phát nhỏ đã vinh dự được triệu tập vào đội hình U18 Việt Nam để tham dự ASEAN School Game 2024 diễn ra tại Đà Nẵng. Những thành tích ấn tượng khi thi đấu ở các giải trẻ quốc gia cũng như việc được gọi vào đội tuyển trẻ U18 Việt Nam khiến cái tên Trịnh Tấn Phát trở thành một gương mặt rất hot trên mạng xã hội với những clip kỹ năng viral, đồng thời là rất nhiều bình luận tích cực từ phía fan hâm mộ bóng rổ Việt Nam. Tuy nhiên, với cầu thủ 17 tuổi này, anh cho rằng đó là một con dao hai lưỡi và tự nhận bản thân mình sẽ phải tỉnh táo để tiếp tục vươn mình. Cái việc mà em được mọi người biết đến ở trên mạng xã hội hay là ngoài cuộc sống thì đó, em nghĩ là một điều, cũng là một điều may mắn, cũng là một điều gọi là phước lành đối với cuộc sống của em. Tại vì có nhiều người biết đến em, người nhiều yêu mến em thì nó cũng là động lực, nó cũng là một cái gì đó để em phát triển. Nhưng mà nó đem lên, nó cũng dạy cho em nhiều thứ về cuộc sống hơn, về hai mặt hơn. Em phải học cách khiêm tốn hơn, em phải học cách nhẫn nại hơn. Tại vì những cái gì nó cũng có hai mặt, giống như lúc trước em phỏng vấn anh nói. Thì nếu mà em không có điều chỉnh cái góc nhìn của em thì em sẽ kiểu bỏ luôn, em không có ấy được luôn. Sự chăm chỉ, khiêm tốn và tư duy tốt của Tấn Phát trong tập luyện, thi đấu cũng như ứng xử với mạng xã hội đã tạo nên một hình mẫu lý tưởng để nhiều cầu thủ trẻ có thể học hỏi. Dù có khởi đầu rất tốt và là một gương mặt nổi bật tiếp theo của bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn rất dài và nhiều chông gai với cầu thủ này. Và chắc chắn là những người hâm mộ trái bóng cam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước vẫn mong Phát nhỏ sẽ tiếp tục vươn mình để có được nhiều cột mốc đáng nhớ hơn nữa trong tương lai. Lời cuối cùng, em Trịnh Tấn Phát xin gửi đến những khán giả của FPT Play là em cảm ơn. Em cảm ơn má Nga, những người đứng sau cánh gà, những người đứng trong bóng tối để em được tỏa sáng. Em cảm ơn má Nga, em cảm ơn thầy Bôn, em cảm ơn anh Kít, em cảm ơn Đức Y tế. Không có mọi người thì em không bao giờ được ngày hôm nay. Em cảm ơn đồng đội của em, những không chỉ là đội 1 mà đội 2, những người mà luôn kề vai sát cánh của em, đồng hành cho em để em có được ngày hôm nay. Chức vị địch này là em dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.